Xin chào mọi người đang theo dõi channel của Hacom. Các bạn thân mến, nhìn một cái không gian quen thuộc như thế này thì chắc hẳn là các bạn đã đoán ra được là chúng mình đã quay trở lại với Hacom Linh Dam rồi đúng không nào? Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một bộ PC rất là khủng. Phải nói là khách hàng của Hacom ở Linh Dam có vẻ có vẻ rất là chịu chơi khi mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có một bộ PC full ROG. Bây giờ thì hãy theo chân mình để đi vào trong khám phá xem bộ PC ấy như thế nào và bật mí rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có mặt của bậc thầy đi nước Tuấn Anh, bởi vì ngày hôm nay là bộ PC đi nước. Let's go. Và đây là toàn bộ những cái linh kiện sẽ có mặt trong bộ PC với mức giá là khoảng hơn 160 triệu của vị khách ở Linh Đàm của chúng ta ngày hôm nay. Thì đầu tiên là phải phỏng vấn bậc thầy đi nước của chúng ta một tí, anh Tuấn Anh. Anh cảm thấy là những cái linh kiện mà vị khách chọn hôm nay như thế nào, và anh có thể giới thiệu một chút về cái cấu hình cho quý vị khán giả được không ạ? Ok, thì hôm nay chúng ta có một cái vị khách rất là chịu chơi khi mà anh chọn toàn bộ cái linh kiện ở đây đều đến từ thương hiệu Asus. Thì cái linh kiện ở đây một phần nữa nó là những cái linh kiện mà cao cấp nhất hiện nay, gồm có CPU Intel i9-12900K, các đồ họa ở đây là RTX 3090, có thể là những linh kiện khủng nhất bây giờ rồi, không gì khủng hơn đó. Và RAM ở đây thì anh dùng đến tận 4 thanh RAM, 16GB một thanh thì phải. Và cái bộ máy này thì anh có setup là không chỉ có PC mà bao gồm đầy đủ màn hình và gear. Gear của anh cũng rất là... Như các bạn có thể thấy thì ngay bên cạnh mình đang là một chiếc màn hình Gundam cũng đến từ Asus luôn. Và vị khách này có vẻ là một fan trung thành của Asus khi mà tất cả những cái linh kiện gần như là full Asus ROG các thứ, kể cả vỏ cây đúng không ạ? Một vỏ cây rất là chiến. Tất cả linh kiện tản nhiệt nước ở đây đều đến từ thương hiệu cao cấp của EK. Và hiện tại các sản phẩm của EK đang được phân phối chính hãng bởi Hacom. Thì các linh kiện này có thể nói cũng là những cái linh kiện đắt nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Chắc là các bạn đã rất là nóng lòng muốn là xem quá trình lắp của bậc thầy đi nước của chúng ta như thế nào trong một gọi là một combo PC mạnh như thế này. Vậy bây giờ chúng ta bắt tay ngay luôn, không em nghĩ là một ngày là không đủ để lắp xong toàn bộ cái linh kiện này đâu ạ. Anh nghĩ khả năng phải 2 ngày đấy. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Chính xác sau 2 ngày thì bậc thầy đi nước Tuấn Anh của chúng ta đã hoàn thiện xong bộ máy với mức giá 160 triệu này. Các bạn có thể thấy là một độ hoàn thiện rất là tốt, một bộ máy rất là đẹp mắt, rất là gọn gàng đúng không? Vậy thì bây giờ thì mình và anh Tuấn Anh cũng như là đội ngũ kỹ thuật của Hacom sẽ giao bộ PC này đến với nhà vị khách của chúng ta cũng ngay gần cơ sở Hacom Linh Đàm đây thôi. Bây giờ mọi người hãy theo chân bọn mình nhé.
Bây giờ thì mình cũng như là đội ngũ kỹ thuật và anh Tuấn Anh đã lắp đặt xong bộ máy ở phía bên tay trái của mình đây. Đấy, để cho bạn Hưng của chúng ta ngày hôm nay. Thì trước khi phỏng vấn vị khách của chúng ta thì sẽ phỏng vấn bậc thầy đi nước Tuấn Anh trước đi ạ. Anh có thể giải thích một chút là lý do tại sao mình lại đi nước cái bộ PC này như thế này được không ạ? Rồi, cái bộ máy này là cái bộ máy có giá trị rất là lớn và các thành phần linh kiện bên trong thì đều là các linh kiện cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại. Cho nên là nếu mà muốn sử dụng cho cái tác vụ công việc nặng ấy thì cái giải pháp tản nhiệt là một cái vấn đề mà mình cần phải quan tâm. Cho nên là ở đây mình đã sử dụng cái giải pháp là tản nhiệt nước custom cho toàn bộ máy và bao gồm có CPU i9-12900K và card đồ họa là RTX 3090. Thì với cái giải pháp tản nhiệt nước này thì nó sẽ cho cái hiệu năng lúc nào cũng ở cái mức tối đa, và thứ hai nữa là cái nhiệt độ hoạt động thì nó sẽ mát mẻ hơn so với các giải pháp tản nhiệt khí thông thường. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh. Thế thì đây là mình xin giới thiệu với các bạn, đây là Hưng, đây chính là vị chủ nhân của chiếc PC này, bao gồm cả setup đúng không? Thế thì Hưng, trước tiên thì hãy có thể là giải thích một chút là tại sao Hưng lại chọn những cái linh kiện này trong bộ PC được không? Em lựa chọn những linh kiện như này tại vì là sắp tới em cần phải render những dự án rất là nặng, có thể lên tới 2 đến 3 ngày. Thế nên là em muốn tối ưu về thời gian và công việc nhất có thể. Hưng thực sự là một người cũng rất là hiểu biết về công nghệ cũng như là đầu tư rất lớn cho cái công việc của mình, bởi vì là và bạn ấy mua thì không chỉ là những linh kiện ở trong bộ PC mà nguyên cả góc setup luôn. Các bạn có thể thấy là đằng sau mình cũng là màn hình cũng như là gear đầy đủ này. Thì chiếc màn hình này là Pro Arc thì nó là một chiếc màn hình chuyên dành cho đồ họa và cũng là rất là phù hợp với công việc của em hiện tại đúng không? Thế thì cảm nhận của em như thế nào sau khi mà nhận được thành phẩm đến từ anh Tuấn Anh cũng như đội ngũ của Hacom? Em thấy rất là vui và cảm thấy rất là hài lòng về quá trình trải nghiệm chiếc máy này. Và em cũng cảm thấy rất là tự hào vì đã có một bộ máy đầu tiên trong cuộc đời. Một lần nữa cảm ơn Hưng rất là nhiều vì đã lựa chọn và tin tưởng Hacom và hy vọng là sẽ được phục vụ em trong những cái nhu cầu tiếp theo. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi đến thời điểm hiện tại của video và rất mong các bạn sẽ ủng hộ chúng mình bằng cách là like, subscribe để chúng mình ra những video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào.